Sáng nay ngày 8 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện clip khoảng 7 phút ghi lại cảnh một đoàn người từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy, bị dòng nước lũ chảy ngang mặt đường nên không đi được. Nước lũ chảy xiết, mỗi xe máy phải có từ 2 đến 3 người hỗ trợ mới qua được. Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đoạn clip nói trên được một bạn thuộc nhóm tình nguyện ghi lại tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Vụ việc diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, có một đoàn khoảng 200 xe máy với 400 người đi từ các tỉnh phía Nam về quê. Khi đến km 68 thuộc thị trấn Thạnh Mỹ thì cũng là lúc dòng nước lũ tràn ra đường, khiến một số người dân bị mắc lại. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam cùng đoàn từ thiện đến từ thành phố Đà Nẵng đã cùng nhau hỗ trợ đẩy xe qua dòng nước. Một số phương tiện bị hư hỏng được nhóm người trong đoàn từ thiện sửa chữa ngay trong đêm để người dân tiếp tục cuộc hành trình. Anh Trần Hoàng Vương, thành viên câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng, người quay video trên, cho biết đã chạy từ Đà Nẵng vào đèo Lò Xo với 23 xe bán tải và 3 xe tải để hỗ trợ bà con. Xe bán tải được dành để chở những người có xe máy hư hỏng không đi tiếp được, hoặc các bà mẹ và trẻ em. Đó, người hùng qua đồi BDC đã chạy qua. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, rạng sáng ngày 8 tháng 10, đơn vị đã kịp thời cứu hộ thành công 3 người dân bị cô lập do mưa lớn và nước chảy xiết tại khu vực đập tràn suối 1, thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 7 tháng 10, 3 người dân từ 19 đến 29 tuổi cùng đi chung một xe ô tô vào thôn Trĩa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa để tham gia công trình xây dựng. Nhưng do mưa lớn, làm nước suối dâng cao khiến cả 3 bị cô lập suốt hơn 15 giờ.